Bệnh nhân dương tính với COVID-19 còn lại tại Vĩnh Phúc hiện đang được điều trị tích cực tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân này đang được theo dõi chặt chẽ và có tiến triển khá tốt. Qua hai lần xét nghiệm thì đã có một lần xét nghiệm dương tính hôm 18 tháng 2 vừa qua. Thế thì hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi và điều trị cho bệnh nhân. Thế hiện tại về tình trạng sức khỏe là tương đối tốt, bệnh nhân không có ho mà không có khó thở, không mệt mỏi nữa và tất cả ăn uống bình thường, bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường ở đây. Thế đang chờ kết quả xét nghiệm lần tới xem như thế nào. Tại khu vực xã Sơn Lôi, các công tác kiểm soát dịch bệnh vẫn được các lực lượng chức năng triển khai triệt để. Để phục vụ công tác khám bệnh của bà con, Bộ Y tế cũng đã trang bị cho trạm y tế xã đầy đủ cơ sở vật chất cùng các bác sĩ đồng hành của trung ương trực tiếp phụ trách. Các cái thiết bị được trang bị ở đây thì bao gồm cả các cái máy chụp X quang, cả các cái monitor theo dõi, rồi máy điện tim, máy xét nghiệm đường huyết. Đấy thì khá là đầy đủ cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe cơ bản của nhân dân ở trong xã. Những trường hợp bệnh nặng của các xã tại huyện Bình Xuyên sẽ được chuyển đến điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Tại đây, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo bố trí đầy đủ các máy móc y tế hiện đại, sẵn sàng điều trị với số lượng giường bệnh lên tới 100 giường. Chúng tôi đánh giá hiện nay thì cái tình hình dịch bệnh tại Vĩnh Phúc, đặc biệt là Bình Xuyên, thì đã được kiểm soát tốt. Tất cả những trường hợp nghi ngờ và những trường hợp có tiếp xúc gần với người bệnh thì đều đã được cách ly. Cho đến hôm nay, ngày thứ 9, thì chưa phát hiện thêm bất kỳ một trường hợp nào dương tính. Và tất cả các lĩnh vực về dự phòng, về điều trị đều đã vào cuộc và rất hết sức là tích cực. Thời gian qua, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 10 trường hợp đã được chữa khỏi hoàn toàn và được xuất viện về nhà. Đến nay, chưa xuất hiện thêm ca dương tính mới. Tuy có tín hiệu tích cực, nhưng Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó nếu dịch lan rộng, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.